Thị trường non trẻ, xây dựng phần mềm chưa nhiều. Đúng đó, đúng. Nhu cầu về phần mềm của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lại rất lớn. Đúng. Chỉ những yếu tố trên đã phần nào cho thấy tiềm năng thị trường phần mềm ở Việt Nam là rất lớn. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đang đứng trước nhiều cơ hội nên đầu tư vào thị trường này. Tăng trưởng hơn 30% doanh thu so với năm 2010 là con số doanh nghiệp phần mềm này dự kiến đạt được trong năm nay. Và các năm trước đó, mức tăng trưởng cũng luôn trên 20%. Trong đó, tỷ trọng đến từ cung cấp dịch vụ phần mềm cho các doanh nghiệp trong nước ngày càng tăng. Trước đó, năm 2000, khi vào Việt Nam, doanh nghiệp chủ yếu là gia công phần mềm cho các đối tác Mỹ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây đã bắt đầu chú ý đến thị trường trong nước, với đối tượng mục tiêu là các doanh nghiệp lớn và tầm trung. Thông qua cung cấp các gói phần mềm tự động hóa sản xuất, quản lý phân phối và bán hàng, đại diện doanh nghiệp cho biết, thời gian tới mục tiêu trên sẽ ngày càng cụ thể hóa hơn, theo hướng đi vào từng phân khúc nhỏ như bất động sản hay ngân hàng. Nếu mà nói ngắn hạn á, thì công ty sẽ tập trung vào các cái lĩnh vực, tập trung vào cái giải pháp mà nó mang tính là nó chuyên biệt, ví dụ cho lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng, nhà máy, kinh doanh. Chiến lược dài hạn thì lâu dài thì công ty cố gắng trở thành một cái doanh nghiệp có thể cung cấp được cái giải pháp, chúng tôi gọi là cái giải pháp tổng thể trọn gói. Ông Toàn cho rằng doanh nghiệp không tự lạc quan thái quá khi nhìn nhận thị trường phần mềm trong nước. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi Việt Nam có hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, và con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh hàng năm. Do đó đồng nghĩa nhu cầu phần mềm phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng sẽ tăng theo, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất được xem là giải pháp hiệu quả giúp nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Thế nhưng thực tế, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đầu tư tương xứng cho ứng dụng phần mềm, nếu có thì lại chưa khai thác và sử dụng hiệu quả. Và thực trạng này sẽ không thể kéo dài nếu các doanh nghiệp muốn tiếp tục tồn tại và phát triển. Cái điều tất yếu mà bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam đều đã thấy rõ điều đó, và để mà có thể cạnh tranh trên thị trường tốt, có thể tăng cái năng lực cạnh tranh và giảm cái chi phí, cái giá thành sản phẩm, thì bắt buộc phải cải thiện quản lý. Thì tôi cho rằng là bây giờ là các doanh nghiệp đã thấy điều đó. Phần chính là trong khoảng 3-4 năm trở lại đây là các doanh nghiệp đã mạnh dạn bỏ chi phí ra, có thể có nhiều trường hợp bỏ chi phí rất là lớn để mà đầu tư vào cải thiện hệ thống quản trị cho các doanh nghiệp hoặc là hệ thống điều hành sản xuất. Cũng cùng quan điểm trên, song ông Lâm Hải Long, Chủ tịch Liên minh các khu công viên phần mềm châu Á, châu Đại Dương, lại nhìn nhận ở khía cạnh quá trình phát triển của thị trường. Theo ông, thị trường phần mềm ở Việt Nam còn trong giai đoạn sơ khai. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chưa nhiều, nếu có chủ yếu dừng ở việc gia công cho đối tác nước ngoài. Do đó, đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp nào dám mạnh dạn đi đầu. Vẫn biết sẽ gặp nhiều khó khăn, song lại có lợi thế để chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, vì phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên sẽ phù hợp cho công ty phần mềm nào hướng tới những phân khúc nhỏ của thị trường và đưa ra được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của các doanh nghiệp. Nếu mà đứng ở khía cạnh thị trường, thì tôi nghĩ là cái thị trường mà có chính phủ vẫn là thị trường lớn nhất. Ví dụ như vừa rồi cái ban hành cái quy định về khai báo thuế bằng phần mềm, đó là những cái chính sách thông qua chính phủ để tạo ra thị trường. Thì cái đó là cái mà bắt buộc doanh nghiệp, các đối tượng trong xã hội phải ứng dụng phần mềm. Thì đó là cái thị trường mà tôi cho là lớn nhất. Đứng ở phía cạnh công nghệ thì các anh chị cũng biết là lúc này cái xu hướng điện toán đám mây nó đang trở thành một cái phổ dụng. Cho nên các nhà sản xuất phần mềm Việt Nam cũng đang bắt đầu suy nghĩ đến những cái giải pháp, những cái phần mềm của mình ứng dụng trên cái nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Thì như vậy nó sẽ giúp cho giá thành của doanh nghiệp và cái cách chúng ta phục vụ thị trường nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tuy tiềm năng là vậy, song các doanh nghiệp phần mềm cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp trong nước. Đối với doanh nghiệp phần mềm là khó khăn về vốn để mở rộng đầu tư, nhân lực cùng kinh nghiệm sản xuất phần mềm. Còn đối tượng sử dụng phần mềm, ngoài rào cản về nhận thức thì khó khăn về vốn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Trong bối cảnh đó, chỉ doanh nghiệp phần mềm nào thực sự hiểu thị trường, hiểu doanh nghiệp, tìm được cho mình phân khúc thị trường phù hợp mới có thể tận dụng được lợi thế. Đồng thời phải có được những sản phẩm tích hợp được nhiều tiện ích, đảm bảo yêu cầu tích hợp và nâng cấp theo khi cần thiết. Xong lại phải có giá cả phù hợp mới có thể chiếm lĩnh được thị trường đang còn bị bỏ ngỏ.